Hôm nay, ngày 14 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tạm giam với cựu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải này. Công an cũng khởi tố ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, hiện đang chấp hành án. Ông Nguyễn Chí Thành, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và ông Lê Trung Cường, chuyên viên Vụ Tài chính. Cả 4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ông Nguyễn Hồng Trường sinh năm 1957, từng làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tháng 4 năm 2007, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và giữ chức này đến năm 2017. Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm tại Bộ Giao thông Vận tải, đã chỉ ra nhiều vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân tập thể ở bộ này. Trong đó, ông Trường được xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp của ngành có trách nhiệm liên đới về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải. Cá nhân ông Trường chịu trách nhiệm về ký các quyết định phê duyệt giá trị kinh doanh, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đề nghị Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp. Vì những sai phạm ấy, tháng 7 năm 2019, Ban Bí thư cách chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 đối với ông Trường, yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông này đồng bộ với kỷ luật về Đảng. Tháng 9 năm 2019, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường. Lý do, ông này đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.